Carboxylic acid thì được định nghĩa làm chất hữu cơ mà có nhóm COOH đính trực tiếp vào H hoặc C. Được chưa? Thì được định nghĩa là carboxylic acid. Vậy carboxylic acid nó sẽ có công thức tổng quát là R COOH tất cả N lần. R COOH tất cả N lần. Hoặc cái cấu trúc của nó, đấy, nó sẽ là C nối đôi O O H. Và ta nhìn thấy cái cấu trúc của COOH này thì ta sẽ biết được là ở bên trong này nó sẽ có 1 pi và 2 O. Đúng không ạ? 1 pi và 2 O. Ok chưa? Và đầu tiên này, ta sẽ đi xét đến là axit no đơn hở nhá. Thứ hai là axit no hai chức hở. Thứ ba là axit không no một nối đôi CC đơn hở. Dễ mà, đây nhá, các bạn nhìn nhá, nào axit này no là không pi đây này, gốc R không pi, đơn đây đơn này một COH, vậy mình sẽ có một pi và hai O đúng không? Vậy hoàn toàn ở đây mình sẽ có K của mình bằng một và có hai O. K một và có hai O, vậy công thức tổng quát nó sẽ là gì ạ? CN H2N O2. Đây là tổng quát nhất. Còn nếu các em muốn chia chức ra, chia chức ra thì mình có thể chia nhóm COH ra, thì bên trong nó còn là một gốc no, thì nó sẽ là CM H2M cộng 1. Ok chưa? Nào, axit no hai chức hở. Axit no hai chức hở. Axit no hai chức hở. Dễ thôi. Nó dễ dàng lắm, không quá khó khăn đâu. Cực kỳ dễ dàng. No là không pi. Hai chức là có hai nhóm COH. Hai nhóm COH là 2 pi và có 4 O. Vậy ta sẽ có K bằng 2 và có 4 O đúng không ạ? Đấy, nhiều bạn bị nhầm bây giờ. 4 O, tỉnh táo vào, không bị lừa. Vậy công thức tổng quát nó sẽ là CN H2N trừ 2 O4 đúng không ạ? Hoặc CN CM H2M COOH tất cả 2 lần. Được chưa? Ngon lành chưa? Đúng rồi, M với N khác nhau. M với N không liên quan đến nhau. Nhá. Được chưa? Thầy viết khác nhau để cho các em không bị nhầm. Thầy tránh việc cái nêu điều kiện đây. Nêu điều kiện đây khiến cho các em... Nêu điều kiện ở đây khiến cho các em khó hiểu. No hai chức mà. No hai chức thì phải bỏ COH. Không em. No mà. No. Gốc R no. Thì no là đi từ ancan, ancan nó sẽ là CMH2M cộng 2. Đúng chưa? Thì bỏ một H thay thế bởi một COH vào thì nó chỉ còn là CMH2M cộng 1 COH thôi. Được chưa? Chết chết. Nào tiếp tục ạ. Acid không no một nối đôi CC đơn hở. Acid không no một nối đôi CC đơn hở. Nào ta sẽ có này. Tiếp tục ạ. Không no một nối đôi CC, ta có một pi đơn chức 1 pi và 2 ô. Vậy ta sẽ có K của chúng ta bằng 2 và ta có 2 ô. Vậy công thức tổng quát nó sẽ là CN H2N trừ 2 O2. Đúng chưa? Hoặc hoặc nó là CM H2M trừ 1 COH. Được chưa? Ok nhá. Đấy. Trên đây thầy vừa hướng dẫn cho tất cả các bạn và các em phương pháp xác định công thức tổng quát của tất cả các hợp chất hữu cơ, của hóa học hữu cơ lớp 11. Keton thì tương tự như anh 2 nhá. Dẫn xuất thì tương tự như anh hôn. Mình chỉ cần thay mỗi cái thằng CL hoặc BR hoặc Y bởi OH là xong nhá. Nên nó tương tự. Ok chưa? Rất dễ nhá.